Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nông dân thôn An Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình làm nhà cho sau. Hà Nam có 244 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thêm trường hợp mắc sốt xuất huyết tại Hải Dương. Phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên tập trung tuyên truyền giải tỏa chợ chiều. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Mặc dù mới được đưa vào trồng khoảng chục năm trở lại đây, nhưng cây cam đã trở thành cây trồng làm giàu của người dân thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, nhân dân thôn Ngũ Phúc đang tích cực triển khai nhiều biện pháp xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cam của địa phương. Nhờ có lợi thế về thổ nhưỡng, phương pháp canh tác tốt, nên cam ở thôn Ngũ Phúc luôn có chất lượng tốt. Hiện toàn thôn đã trồng được 30 hectare cam, năng suất bình quân trên 1.000 tấn quả, cho giá trị 20 tỷ đồng mỗi năm. Để xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho giống cây trồng chủ lực này, vừa qua Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc đã được thành lập, có 40 thành viên theo tiêu chí sản xuất sạch, trong đó có đất sạch, phân bón sạch, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tuân thủ các nguyên tắc sạch, thời gian cách ly, thu hái sản phẩm đúng quy định. Nhờ đó, Hợp tác xã đã ký kết được một số hợp đồng cung ứng phân bón và tiêu thụ sản phẩm. Đây là động lực để việc mở rộng diện tích vùng trồng cam gắn với thương hiệu cam Hưng Yên tại thôn Ngũ Phúc. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này, bà con nông dân Hải Dương đang thu hoạch dưa hấu vụ đông sớm. Năng suất mỗi sào từ 8 tạ tới 1 tấn, giá bán từ 8 tới 12.000 đồng 1 kg. Theo tập quán canh tác thì dưa hấu đông sớm được trồng tập trung ở huyện Kim Thành khoảng hơn 400 ha, Tứ Kỳ gần 200 ha, Gia Lộc gần 100 ha, Nam Sách 80 ha. Năm nay do thời tiết thuận lợi, mưa ít nên dưa hấu phát triển tốt. Hiện nay bà con nông dân vùng trồng dưa đang thu hoạch, thương lái tập trung về thu mua dưa đông. Giá thu mua dưa đầu tháng khoảng 12.000 đồng 1 kg, nhưng sau đó ít ngày giảm xuống còn 10.000 đồng 1 kg và giá bán hiện nay chỉ là 8.000 đồng 1 kg. Tính trung bình trừ các khoản chi phí thu lãi 7 triệu đồng một sào. Xác định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, những năm qua, xã Liên Sơn, huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo người dân, dồn đổi diện tích, chuyển từ trồng lúa sang các loại cây có giá trị kinh tế cao. Với hơn 8 sào trồng đa dạng các loại hoa, cây cảnh, mỗi năm gia đình ông Lưu Danh Tiến thu lãi hàng trăm triệu đồng, trở thành một mô hình điểm trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Liên Sơn. Bây giờ thì chuyển đổi sang trồng cái này thì nó hiệu quả kinh tế nó cao hơn tí. Tức là cũng phải gấp cỡ được khoảng 4-5 lần cây lúa. Các loại hoa thì có hoa hồng, hoa bạch trinh, cây đại tư lan, cây nhài nhật. Nếu mà có điều kiện là tôi sẽ chuyển đổi và thu mua thêm ruộng để tôi làm thêm. Với tổng số 400 hectare đất sản xuất nông nghiệp, nhờ công tác dồn điền đổi thửa, đến nay xã Liên Sơn có trên 40 hectare đất chuyển đổi sang trồng các loại cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Với những chủ trương hợp lý của chính quyền địa phương cùng cách làm hiệu quả của người dân, Liên Sơn đang thu được những kết quả bước đầu trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Cánh đồng màu thôn An Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình được biết đến là cánh đồng vàng khi mang lại thu nhập từ 500 đến 600 triệu đồng một hecta một năm. Vậy bí quyết của nông dân ở đây là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Ngày nào những người nông dân này cũng có mặt trên cánh đồng màu, bởi thu nhập từ đây không những đủ trang trải cho mọi sinh hoạt gia đình mà còn có phần tích lũy làm giàu. Chúng tôi ở Quỳnh Hải thì năm nay một năm thường trồng đến 5-6 vụ. Chính vụ thì trồng su hào, bắp cải, còn trái vụ thì trồng cần tây, hành lá, rồi tỏi tây, mùi thì là. Trong cái điều kiện thời tiết trái vụ thì thường diễn biến hết sức là phức tạp. Vậy thì mình làm cách nào để có thể bảo vệ được diện tích rau màu ạ? Vâng, chúng tôi chủ yếu là dùng cái khung vòm này thôi. Nắng thì che lưới, còn mưa thì lại che ly lông. Nhân dân chúng tôi là họ yêu đất, yêu rau. Thế cho nên là họ học hỏi tìm tòi kinh nghiệm từ các nơi như Hải Dương, Hà Nội. Thế về họ làm cái nhà che này mà chúng tôi vẫn có nói đùa đây là nhà của rau. Nhà của rau được nông dân Quỳnh Hải dựng bằng những thanh tre dẻo hoặc cọc sắt phi tám uốn cong tạo vòm, được che phủ một lượt lưới đen, một lượt ni lông trắng. Nhiều hộ còn cố định hai đầu luống bằng cọc, đảm bảo ghim ni lông và lưới đen chắc chắn, không bị bung ra khi mưa to,
gió lớn. Tác dụng của nó rất lớn, tức là cái vòm che chúng tôi sử dụng hai lớp ni lông, một cái lớp lưới đen này để hạn chế ánh nắng, để đảm bảo cho cây nó phát triển. Thế hai nữa là trên là chúng tôi phủ một cái lớp ni lông trắng để hạn chế nước mưa cũng như là để gây cái tác hại của môi trường đến cây trồng. Nó là nhiều tác dụng, thứ nhất là che mưa, nó không bị rửa trôi phân và giảm được cái lượng thực vật bệnh tật ở cây này, và sâu nó cũng đỡ đi. Cánh đồng mẫu ở Quỳnh Hải hiện có 120 hectare với 1.500 hộ tham gia sản xuất. Từ một vài hộ sử dụng vòm tre, hiện tại cách thức này đã được 100% hộ áp dụng. Thông thường, vòm tre sử dụng hiệu quả nhất là từ tháng 4 đến hết tháng 10 hàng năm, khi thời tiết diễn biến phức tạp, thường có mưa to, nắng to, gió lớn. Nhờ đó, những loại cây gia vị tuy rất mẫn cảm với thay đổi của thời tiết vẫn có thể sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện trái vụ, mang lại lợi thế cạnh tranh cho nông sản Quỳnh Hải. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã từng biết đến những mô hình phát triển nông nghiệp trong nhà lưới, nhà kính với chi phí đầu tư ban đầu rất lớn. Song với nông dân Quỳnh Hải, bằng sự cần cù, năng động, sáng tạo, bằng tình yêu thiết tha với ruộng đồng, những cái mô hình nhà lưới mini như thế này đã dần hình thành và phát huy hiệu quả rất là rõ nét. Đây cũng chính là bí quyết thành công của nông dân Quỳnh Hải. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 244 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2,717 tỷ đô la Mỹ. Các dự án có vốn đầu tư lớn chủ yếu tập trung vào các ngành điện, điện tử, viễn thông. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu tập trung đầu tư tại các khu công nghiệp như Đồng Văn 1, Đồng Văn 2, Hòa Mạc và Châu Sơn. Từ đầu năm 2018 đến nay, các doanh nghiệp FDI nộp ngân sách đạt hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm 40,7% tổng thu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo việc làm cho gần 58.300 lao động, bằng 44,3% tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 40.914 tỷ đồng, chiếm 52,04% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh. Có thể khẳng định với những nỗ lực trong thu hút đầu tư cùng với những cam kết mạnh mẽ như tạo điều kiện thuận lợi nhất, cung cấp dịch vụ chất lượng hoàn hảo nhất, khiến cho các nhà đầu tư yên tâm tin tưởng và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng điện, điện tử, công nghiệp chế tạo, chế biến, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, các dự án dịch vụ phát triển công nghiệp, y tế, dân sinh. Tỉnh Hà Nam cũng đặc biệt ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ tiên tiến đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Đến nay, tổng dư nợ cho vay của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Nam Định đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2017. Đạt được kết quả này là nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định, cũng như cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ về nguồn vốn, thanh khoản và tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngân hàng Hợp tác chi nhánh tỉnh Nam Định. Việc duy trì nâng cao hiệu quả, bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng là một trong những giải pháp quan trọng giúp các quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục duy trì và từng bước mở rộng địa bàn hoạt động. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc cơ cấu lại hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, khắc phục những tồn tại, bảo đảm hệ thống phát triển ổn định, an toàn, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Bắc Ninh đã giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thị xã Từ Sơn có được nguồn vốn phát triển sản xuất, qua đó vươn lên thoát nghèo. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội đoàn thể để giải ngân cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Từ Sơn đạt trên 242 tỷ đồng, bằng 99,95% kế hoạch, trong đó cho vay hộ nghèo là gần 20 tỷ đồng, dư nợ bình quân đạt trên 38 triệu đồng một hộ. Cho vay hộ cận nghèo là trên 55 tỷ đồng, dư nợ bình quân đạt trên 39 triệu đồng một hộ, dư nợ cho vay hộ thoát nghèo là trên 78 tỷ đồng, dư nợ bình quân đạt trên 48 triệu đồng một hộ. Cơ bản nguồn vốn cho vay hộ nghèo trên địa bàn đều đã phát huy tác dụng, góp phần giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế ổn định, vươn lên thoát nghèo. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương xác nhận một phụ nữ ở xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, dương tính với bệnh sốt xuất huyết.
khai thác tiền sử dịch tễ, đây là ca mắc nội địa. Trung tâm Y tế Thanh Hà đã tiến hành xử lý môi trường và phun thuốc diệt muỗi tại gia đình phụ nữ này và một số hộ liền kề. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 15 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 473 trường hợp so với cùng thời điểm năm trước. Năm nay, bệnh nhân mắc rải rác từ đầu tháng 9. Trong khi đó, năm 2017, dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở những tháng giữa năm và kết thúc vào tháng 10. Tại khu vực thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang đã chấm dứt dịch do sau 18 ngày xuất hiện ca mắc đầu tiên, không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới. Đối với ổ dịch ở khu 3, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương vẫn tiếp tục phải giám sát và nguy cơ xuất hiện bệnh nhân mắc mới do nhiều người dân trong khu không phối hợp cho cán bộ y tế phun thuốc diệt muỗi, vệ sinh môi trường ngoại cảnh. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 3 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã ghi nhận gần 50 ca mắc và nghi mắc sốt xuất huyết. Điều đáng nói, trong số các bệnh nhân phải nhập viện điều trị, xuất hiện ca bệnh tự phát tại huyện Lý Nhân. Trước tình hình đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam đã tích cực phối hợp với các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Kết quả thời gian gần đây, Hà Nam không phát hiện thêm ca mắc bệnh mới, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Ngoài Lý Nhân, địa phương có số mắc nghi mắc sốt xuất huyết cao nhất tỉnh với trên 40 trường hợp. Một số ca bệnh cũng được ghi nhận ở các địa phương khác thuộc huyện Thanh Liêm và Duy Tiên. Tuy nhiên, đây đều là bệnh nhân ngoại lai, sinh sống, làm việc và học tập ở các nơi khác. Để chủ động phòng chống bệnh dịch này, mạng lưới y tế dự phòng các cấp vẫn duy trì hoạt động giám sát hàng tháng tại cơ sở để kịp thời phát hiện vector truyền bệnh, đánh giá chỉ số bọ gậy trên dụng cụ chứa nước và chỉ số muỗi một nhà, từ đó đưa ra các dự báo cảnh báo dịch sốt xuất huyết, đồng thời tích cực phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp cho nhân dân về sự nguy hiểm, nguyên nhân gây bệnh, đường truyền bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Sốt xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt bọ gậy. Các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động trong nhân dân các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phun hóa chất. Vừa qua, Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh tổ chức chương trình trải nghiệm Một ngày làm lính cứu hỏa cho hơn 200 em học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Tại chương trình trải nghiệm lần này, các em học sinh đã được các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ truyền đạt những kiến thức về nguyên nhân gây hỏa hoạn, cấu tạo của các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cách xử trí khi có cháy xảy ra trong các trường hợp cụ thể như bị kẹt trong thang máy, nhường đường cho xe chữa cháy khi tham gia giao thông, cách thoát nạn trong môi trường khói khí độc. Không chỉ được nâng cao kiến thức, hiểu biết về mặt lý thuyết mà các em học sinh còn được thực hành các tình huống cụ thể như di chuyển thoát nạn trong môi trường có khí độc, thoát nạn bằng thang dây hạ chậm, cứu người bằng xe thang, sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy khai xăng, bình ga. Đây là một hoạt động bổ ích, có ý nghĩa thiết thực và tác động sâu rộng đến nhận thức của các em học sinh, giúp các em hiểu rõ hơn về công tác phòng cháy chữa cháy, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 là năm an toàn giao thông cho trẻ em. Mặc dù các cơ quan chức năng vào cuộc tích cực, nhưng tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh cho học phổ thông vẫn diễn biến phức tạp. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Thực tế mà nói, thì lứa tuổi học sinh trung học phổ thông là lứa tuổi bắt đầu có sự phá cách trong tâm lý và có xu hướng thích thể hiện mình. Nhiều em hoàn toàn ý thức được hành vi vi phạm của mình. Song một phần là do đua đòi theo bạn bè, phần nữa cũng là do gia đình nuông chiều nên vẫn cố tình vi phạm. Luật giao thông quy định thì đối với lại lứa tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 50 chân cối phải đủ 16 tuổi trở lên. Thế bên cạnh đây thì cũng có một số học sinh mới vào lớp 10, tức là ở lứa tuổi 15 thì đã gia đình đã cho phép các em điều khiển cái xe mô tô dưới 50 cm này. Điều này đã phần nào lý giải vì sao mà hiện nay học sinh trung học phổ thông ngày càng có nhiều những chiêu trò để đối phó với lực lượng chức năng. Chẳng hạn như khi phát hiện thấy bóng dáng của cảnh sát giao thông thì lập tức dừng xe, đội mũ bảo hiểm hay quay xe bỏ chạy. Cá biệt, có những trường hợp tinh vi hơn là vào những hộ dân quen biết ở hai bên đường, mượn mũ bảo hiểm hoặc gửi xe đi bộ hòng qua mắt lực lượng làm nhiệm vụ. Là các cháu dưới 16 tuổi thì chúng tôi chỉ phạt cảnh cáo thôi, nhắc nhở thôi. Chúng không hình thức xử lý nó còn chưa phù hợp. Xem ra,
chế tài xử lý vẫn còn nhẹ, cộng với việc gia đình chưa quan tâm đúng mức, còn nhà trường thì cũng chỉ có thể quản lý các em trong phạm vi nhất định, nên mới dẫn đến tình trạng học sinh trung học phổ thông phớt lờ quy định về an toàn giao thông. Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo lực lượng trong ngành tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Với đối tượng học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Thái Bình đồng thời chỉ đạo xử lý theo hướng vừa răn đe giáo dục, phòng ngừa chung, song vẫn phải đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Thời gian qua, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định đã được đổi mới, huy động sự tham gia của toàn xã hội, góp phần đưa nhiều đối tượng sau cai nghiện hòa nhập trở lại với cuộc sống đời thường. Hiện nay, tỉnh Nam Định đã xây dựng và duy trì một điểm tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng, một điểm cấp phát thuốc methadone tại cộng đồng. Tỷ lệ người nghiện ma túy có hồ sơ cai nghiện bằng các hình thức tăng từ 69% năm 2014 lên 81% năm 2017. Toàn tỉnh hiện có khoảng 2,2 nghìn người nghiện ma túy đang được điều trị cai nghiện. Các ngành, các địa phương đã lập 81 hồ sơ đề nghị đưa các đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trung tâm điều trị nghiện ma túy tỉnh quản lý tốt việc tiếp nhận, tổ chức cai nghiện bắt buộc, đồng thời tăng cường phối hợp với công an địa phương vận động người nghiện tự nguyện vào trung tâm cai nghiện. Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm điều trị nghiện ma túy tỉnh đã tiếp nhận mới 132 đối tượng nghiện ma túy vào cai nghiện. Các huyện, thành phố lập hồ sơ tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho 272 người. Thời điểm này, cùng với các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành cũng đang tích cực vào cuộc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, qua đó giúp các gia đình vơi đi khó khăn, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Tại huyện Thuận Thành những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, thì công tác an sinh xã hội cũng luôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức như hỗ trợ tiền xây nhà, hỗ trợ về vốn, con giống, phương tiện phát triển sản xuất. Trong đó, chỉ tính riêng năm 2018, Thuận Thành đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 127 ngôi nhà cho người có công và hộ nghèo, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn dưới 1,9%. Ngoài việc hỗ trợ kinh phí, xây dựng nhà huyện cũng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình nhân dịp lễ Tết. Cùng với chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết để giúp các hội viên vươn lên thoát nghèo, các địa phương cũng cần quan tâm có giải pháp hỗ trợ về vốn, kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật để họ vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, góp phần ổn định an sinh xã hội. Thôn Áng Sơn, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình có 100% dân số là người Công giáo. Sau khi triển khai xây dựng mô hình điểm, đạo Công giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, người dân đã có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức cũng như hành động, nên môi trường nơi đây đã có những chuyển biến tích cực. Thực tế cho thấy, thông qua mô hình, mỗi cá nhân gia đình đều có ý thức trong hoạt động bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp, góp phần tăng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Việc triển khai xây dựng mô hình điểm đạo Công giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại thôn Áng Sơn hết sức thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân về đảm bảo chất lượng môi trường, nhất là khu vực nông thôn. Để công tác giải tỏa chợ chiều được diễn ra theo đúng kế hoạch, tạo được sự đồng thuận từ phía các tiểu thương, nhiều ngày nay, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Ngoài tăng cường tuyên truyền thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường, thành phố, hệ thống truyền thanh lưu động phường Quang Trung đã huy động các ban ngành đoàn thể trên địa bàn hàng ngày tới tuyên truyền vận động tới các tiểu thương đang kinh doanh buôn bán tại chợ chiều, đồng thuận chuyển địa điểm kinh doanh buôn bán trả lại cảnh quan, không gian phục vụ phát triển du lịch tâm linh, khu vực di tích lịch sử văn hóa đền Trần, đền Mẫu, Bà Chúa Kho. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các tiểu thương đã đồng thuận và sẵn sàng di chuyển tới điểm kinh doanh mới. Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tổ chức giải tỏa chợ cóc tự phát tại thôn Tiên Lý, xã Đồn Xá. Chợ cóc tự phát này nằm trên tuyến đường 37B, có trên 20 hộ kinh doanh trên đất của gia đình và vài chục người dân nơi khác đến buôn bán. Để việc giải tỏa chợ cóc nhận được sự đồng thuận của người dân, trước đó huyện Bình Lục đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đồn Xá, tuyên truyền giải thích vận động các hộ dân không sử dụng lòng lề đường để buôn bán kinh doanh, họp chợ trái phép.
lực lượng chức năng đã tuyên truyền vận động 20 hộ kinh doanh chấp hành giải tỏa, tháo dỡ 70m2 liều bạt, chặt gần 20 cây xanh treo khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Đối với một số hộ chưa chấp hành giải tỏa, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân tự giác chấp hành quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.